Trước đó, bà Danh Thị Trung, 42 tuổi, thường trú tại tỉnh Sóc Trăng, trên đường đi làm về qua khu vực thành phố mới Bình Dương, thì bị hai đối tượng đi xe máy, biển số 66H28626, áp sát cướp giật sợi dây chuyền 6 chỉ vàng. Từ mô tả đặc điểm nhận dạng của người bị hại cung cấp, chiều ngày 30 tháng 6 năm 2018, các thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã phát hiện hai đối tượng đi xe máy biển số 66H28626 chạy vào một khách sạn ở phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, phối hợp với công an phường tiến hành kiểm tra phòng Linh và Giang thuê ở. Tại đây, công an phát hiện nhiều bịch ni lông nghi chứa ma túy và dụng cụ dùng để hút ma túy đá. Kiểm tra xe máy của Linh và Giang, công an còn phát hiện một cây kiếm nhật. Cả hai khai nhận đi cướp giật để lấy tiền mua ma túy đá.